Chuyện sư phụ đi hành hương tại Hy Mã Lạp Sơn, phần 2. Cộng tu tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 7 năm 1997. Chúng ta đang nói đến đâu rồi? Trước cái hồ là chuyện gì? Chúng ta nói gì trước cái chuyện cái hồ? San Jose. Cái gì? Chuyện đó cũ quá rồi. Được rồi, ta nhớ rồi. Các tu sĩ Tây Tạng có những thần thông khác nhau. Vậy quý vị biết rồi đó, các tu sĩ làm mưa và tiên đoán. Tu sĩ tiên tri thì phải ăn chay trường, phải không? Chỉ cho quý vị biết vậy thôi. Ngoài ra, đa số các tu sĩ khác không ăn chay. Ngoại trừ ngày họ xuống tóc hay ngày đệ tử của họ xuống tóc để trở thành tu sĩ. Vì vậy, tôi không bao giờ dùng thức ăn do họ cúng dường. Tôi chỉ uống trà. Trà của họ rất đặc biệt. Và mặc dù nghe có vẻ ngon và bổ dưỡng, nó giống như quý vị uống bơ vậy. Họ cho bơ vào trong trà nóng, cho nên họ gọi là trà bơ. Mặc dù rất bổ ích cho người xứ lạnh như ở Hy Mã Lạp Sơn, nhưng trà có hương vị rất nồng và đặc biệt. Quý vị phải quen dùng hoặc phải khát lắm mới uống được, và chỉ uống mà chẳng để ý đến mùi vị gì cả. Nhưng rồi quý vị sẽ quen đi, cũng khá ngon. Có lẽ quý vị sẽ không bao giờ uống loại trà này trong đời nếu như không gặp người Tây Tạng, bởi vì nó mặn và có vị bơ. Không phải như loại trà thường, để uống không hay là uống với đường. Trà này thường được làm bằng bơ và muối nên nó mặn lắm. Đối với họ thì tốt, vì ở một nơi như vậy thì muối cũng như là vàng, quý vị biết điều đó chứ. Vì vậy, ở Âu Lạc lúc còn nhỏ, tôi biết người ta thường trao đổi muối để lấy một số đồ vật quý giá của người thượng. Vì những người thượng rất cần muối. Ở đó rất nóng và trên cao độ. Nếu muối không có thì họ sẽ bị mất nước rất nhiều, nên họ rất cần muối. Vì vậy, người kinh ở trong thành phố thường hay gạt họ, đưa cho họ muối nhưng lấy bạc và nhiều đá quý và tất cả những loại sừng, ngà voi, da hổ. Họ có gì thì đưa nấy. Nếu quý vị biến muối trở nên vô cùng quý giá đối với họ, thì họ phải van xin quý vị để được muối, bởi vì người thượng rất ngây thơ, rất đơn thuần. Và họ khao khát muối, quý vị biết không? M-U-O-I, dấu sắc. Cho nên thỉnh thoảng họ bị người thành thị gạt rất nhiều. Trời ơi, tôi đang nói đến đâu rồi? Từ Tây Tạng sang Âu Lạc, từ trà tới ngà voi. Tôi nên nói thêm gì cho đây? Trước đó là gì? Đạt Lai Lạt Ma, tu sĩ, tâm ấn, mưa. À, nhưng tại sao tôi lại nói tất cả những thứ này? Không có gì là không thể. À, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không có gì là không thể, có nghĩa là mọi thứ đều có thể xảy ra. Phải đó, không có gì là không thể. Thật vậy. Rồi sau đó là gì? Tại sao tôi lại nói những chuyện này? Đáng lẽ đi tìm chân lý. Tìm chân lý, chuyện đó đã lâu lắm rồi. Được, nếu tôi quên thì cũng tốt, nghĩa là chuyện đó không quan trọng lắm. Tôi không nhớ. Phải rồi, chuyện tôi thọ tâm ấn. Tôi đang kể cho quý vị nghe về việc thọ pháp. Nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Quý vị hiếu kỳ muốn biết vì sao tâm ấn lại quý như vậy. Nếu Ngài truyền tâm ấn thì 10 năm chỉ truyền một lần thôi. Bởi vì đây là chuyện lớn, có rất nhiều việc phải sắp xếp.
Họ phải làm một cái lều lớn có thể chứa được cả ngàn người. Đức Đạt Lai Lạt Ma phải ngồi đó liên tục trong 10 ngày. Với tất cả các tu sĩ, họ cũng phải nhảy múa nữa. Một điều nhảy huyền bí rất đặc biệt để kêu gọi thần linh trong vùng và để cúng dường chư Phật, cũng như cầu xin tất cả long thần hộ pháp đến che chở cho họ, không cho ma vương đến gần, để buổi lễ truyền pháp được thành công. Và nhà sư phụ trách thời tiết phải luôn vẫy quạt và dùng máy truyền tin để nói vị thần mưa đi nơi khác, tới Formosa hay Hoa Kỳ gì đó. Đại loại như vậy, quý vị hiểu ý tôi không? Rất nhiều chuyện mà họ phải làm, và các vị tiên tri phải túc trực ngày đêm, sẵn sàng tiên đoán ngay những gì có thể xảy ra, rồi lo bảo vệ an ninh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đủ mọi thứ. Chà, cả một sự sắp đặt rất lớn, và Ngài chỉ thực hiện 10 năm một lần, cho nên nhiều người cảm thấy rất may mắn được ngồi đó và thọ pháp. Mỗi ngày trước buổi truyền tâm ấn, Đức Đạt Lai Lạt Ma tụng chú, bắt ấn, tụng kinh và mọi thứ. Rồi mọi người sẽ đi vòng quanh ngôi nhà kính nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ đang ngồi. Họ gọi đó là hành đạo, dấu hiệu của sự tôn kính. Tôi không biết họ tôn kính Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ nhiều bao nhiêu, nhưng tôi biết chắc là họ tạo rất nhiều bụi bặm trong khi di chuyển. Và thỉnh thoảng họ còn bái lại, nằm dài trên mặt đất tạo thêm nhiều bụi bặm, khiến tôi ho thật nhiều. Nhiều người đàn ông cũng bị ho. Có lần tôi để tấm nệm trên mặt đất bên cạnh căn nhà, và từ cửa sổ có người đã nhổ nước miếng lên đó. Ôi, người Ấn Độ là vậy, đó là chuyện bình thường. Lẽ ra tôi không nên trải tấm nệm kế bên cửa sổ như vậy. Cái gì họ cũng ném ra ngoài cửa sổ, đôi khi họ gọt rau cải trong lúc nấu ăn, và ném vỏ lên đầu tôi khi tôi đang ngồi hay gì đó. Họ nghĩ rằng tôi là con bò hay gì đó, bởi vì khi gọt rau phần thừa còn lại, họ ném qua cửa sổ cho những con bò đi ngang qua ăn. Họ không có hệ thống thu nhặt rác. Cho nên các vị minh sư ở Ấn Độ dễ dàng lắm, chỉ việc ngồi thôi, không cần phải lượm rác. Thật ra, bò ở Ấn Độ là chuyên gia thu nhặt rác. Chúng tự do đi khắp mọi nơi vì không ai dám ăn thịt chúng. Họ có thể vắt sữa, họ có thể cho chúng ăn, họ có thể thờ phượng chúng nhưng không thể giết chúng. Chúng sẽ chết tự nhiên. Dân chúng ở Ấn Độ không ăn thịt bò, họ tin rằng chúng rất thánh thiện, bởi vì bò nuôi dưỡng cả nhân loại và bồi bổ họ bằng sữa, nên họ tôn kính bò như một bà mẹ. Họ không bao giờ giết bò, trừ những người tin vào tôn giáo khác mà tôi không muốn nêu tên, để tránh chiến tranh tôn giáo. Người Ấn Độ giáo không ăn thịt bò, nhưng thỉnh thoảng họ cũng ăn. Quý vị sẽ lấy làm ngạc nhiên, đúng ra là họ không được ăn, nhưng những người thời nay thỉnh thoảng có ăn. Tôi đang nói về cái gì vậy? Một người nói thôi, tâm ấn ạ. Phải rồi. Phải rồi, về tâm ấn. Tốt, được rồi. Và sau đó, trong suốt 10 ngày trước khi lễ truyền tâm ấn bắt đầu, tôi đã ngồi cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ ở bên ngoài. Người ta làm cửa kính để mọi người có thể nhìn thấy các vị này, nhưng họ được bảo vệ bên trong lớp kính. Tôi đã ngồi trước lớp kính. Chung quanh nhà kính là một bục gỗ, như khi quý vị dựng lều, cũng giống như cái bục quý vị làm ở đây, và đặt nhà kính ngay chính giữa. Người ta ngồi trên nóc nhà. Không, cạnh bên nhà kính, trên cái bục. Nhưng chỉ dành cho người Tây Phương một lần thôi, không phải lúc nào cũng được. Có một nữ tu Tây Tạng, thỉnh thoảng ngồi ở đó vào ban ngày. Tôi không đi vòng hành đạo. Chân của tôi không thích chịu đựng như thế. Quá nhiều mồ hôi và bụi bặm, và thật không đáng lắm. Tôi không thích thế, cho nên tôi chỉ ngồi đó và thiền. Và một hôm tôi cũng ngồi đó như thường ngày,
và không có ai khác xung quanh. Họ chỉ cho phép người Tây Phương ngồi đó trong những trường hợp đặc biệt. Nhưng tôi không hề biết điều ấy. Tôi nghĩ người Tây Phương không thích ngồi đó mỗi ngày vì trời rất nóng. Và họ cũng chẳng thiền gì cả. Cho nên tôi cứ ngồi đó và thiền. Có một nữ tu Tây Tạng khác cũng ngồi đó. Sau khi tôi ngồi, cô ấy cũng lên ngồi. Được vài ngày như vậy. Nhưng hôm sau khi tôi đến, thấy hộ pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma bảo người nữ tu này xuống ngồi dưới đất như mọi người khác. Nhưng thật ra họ đâu có ngồi trên sàn đâu. Họ đi vòng vòng trên đó. Vì vậy mà tôi không thể ngồi dưới sàn được. Khi tôi thấy cô ấy đi xuống, tôi cũng xuống theo. Nhưng rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma bảo hộ pháp của Ngài tới gọi tôi trở lên, mời tôi lên. Cho nên tôi là người duy nhất luôn ngồi đó trong suốt thời gian này. Tôi nghĩ Ngài thích tôi. Tôi ngồi kế bên Ngài, chỉ cách bàn lớp cửa kính. Ngài chỉ thị cho hộ pháp, nên hộ pháp phải mời tôi lên lại. Người ta rất ngạc nhiên, một cô gái nhỏ ngồi ở đó, nhưng tôi mặc áo cà sa. Lúc đó tôi mặc áo cà sa của Ấn Độ giáo. Áo cà sa của Ấn Độ giáo khác với áo Tây Tạng. Áo cà sa Ấn Độ giáo có màu vàng nghệ, giống như màu vàng này, hoặc màu hồng, màu đỏ hay là trắng. Khi nhìn là quý vị biết ngay, nó rất đặc biệt. Nhưng tôi tự may áo lấy, che từ cổ cho tới chân, chỉ xẻ như thế này. Thế là mỗi ngày tôi ngồi đó và chẳng còn ai dám bảo tôi đi đâu nữa. Cho đến lúc bế mạc, ai nấy đều đi về. Tôi đã được đối đãi rất đặc biệt, phải nói thật vậy. Như trong lễ hội Kumbh Mela, họ đã cho một mình tôi cái lều lớn, trong khi tất cả tu sĩ khác phải ngủ chen chúc với nhau trong những căn lều khác, hoặc là để tôi ngồi cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma suốt thời gian, trong khi không có ai khác được ngồi đó. Đại khái những chuyện tương tự như vậy. Tôi vốn không yêu cầu, tôi nghĩ rằng không ai muốn ngồi. Tôi ngồi đó là bởi vì tôi thiền, còn chỗ khác nào mà để ngồi đây, ngoài trừ ngồi bên cạnh các tăng sĩ, các thánh nhân và ủng hộ họ. Ủng hộ tinh thần thôi, cũng như chúng ta cùng làm vậy. Quý vị làm tốt lắm, chẳng hạn vậy. Trong buổi truyền tâm ấn, người ta giải thích cách thiền như thế nào. Ý nghĩa của tâm ấn và những dấu hiệu mà quý vị phải nhớ trong lúc thiền định. Họ cho quý vị một cái dĩa bạc giống như mặt trăng. Có một chữ Om hay là vài chữ Ấn Độ trên đó, quý vị phải nhớ, phải học nằm lòng. Rồi phải nhớ lại hình ảnh đó trong khi thiền định. Ngoài ra còn có một bức họa vẽ trên tường. Một tấm bức chương mà quý vị phải thiền về từng chi tiết một. Bức bích họa hay tấm bức chương vẽ một người đàn ông và một người đàn bà. Cả hai đều hoàn toàn khỏa thân, ôm nhau trong một tư thế rất khiêu gợi. Hôn nhau với cái lưỡi lê dài, dài chừng 2 mét. Đại khái vậy, để quý vị biết chắc chắn nó là cái gì, rất là kêu gợi, nói cho quý vị hay. Nhưng quý vị phải nhớ mọi chi tiết của bức họa này. Vì có rất nhiều chi tiết, như là những vị thần trong bức tranh có loại vũ khí nào, hay biểu tượng tâm linh gì trong tay họ, hoặc người đàn bà trông ra sao. Từng đường cong ra sao, vòm ngực như thế nào, cánh tay giống cái gì, họ ôm nhau ra sao, và những chi tiết của thân thể họ, những biểu tượng trong đầu họ và chiếc lưỡi. Quý vị phải ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Và mỗi khi thiền, quý vị phải gợi lại tất cả những chi tiết này trong trí nhớ. Và cái đó họ gọi là thiền định. Ồ, quý vị nghĩ sao mà ồ? Quý vị nên kêu là à chứ. Quý vị biết tại sao họ lại thiền như vậy không? Có lẽ là chỉ để trị sự ham muốn về sinh lý của con người. Chứ không có ý đem lại cho quý vị một ý niệm khiêu dâm nào đâu. Tôi không biết có ai nhìn bức tranh ấy mà cảm thấy kích thích hay không. Tôi thì không, chỉ lấy làm lạ.
Tại sao lại phải thiền về những thứ này? Quý vị có thể đọc Flyboy hay gì đó nhiều chi tiết hơn. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng dĩ nhiên lúc đó tôi chẳng hề nói với ai cả. Bây giờ quý vị cũng đừng nói với ai, chỉ giữa chúng ta thôi nha. Bây giờ quý vị đã biết rồi. Sau khi tạo pháp, người ta về nhà, cố nhớ lại tất cả mọi chi tiết, cái dĩa bạc, mấy chữ và đủ thứ như vậy trong đầu, rồi tưởng tượng ra một vị Phật. Tôi đã quên rất nhiều chi tiết. Quý vị phải đọc một bài cầu nguyện đặc biệt. Họ gọi là Guru Puja, hay gì đó có nghĩa là cúng dường và tán thán minh sư. Lời cầu nguyện như vậy. Ôi, Sư Phụ, Ngài là Đại Từ Đại Bi, Ngài là Trí Huệ Vô Biên, Ngài là Đấng Toàn Năng. Đại khái như vậy. Ngài đã cứu linh hồn con từ vực thẳm vô minh, mang con ra từ chốn tối tăm về nơi ánh sáng, nuôi dưỡng linh hồn con với tất cả tình thương và trí huệ và những điều như thế. Lời thơ tuyệt đẹp. Dù quý vị chẳng cần tin vào người Tây Tạng hoặc tin vào Phật giáo hay bất kỳ một vị minh sư nào, đó cũng là một án văn tuyệt vời để đọc cho chính mình. Lời rất hay, tương tự vậy đó. Dài hơn thế nữa. Và quý vị phải đọc lời cầu nguyện Guru Buddha này vào mỗi sáng hay tối. Rồi quý vị thiền quán về hai thân hình kêu gọi này, về các phần thân thể. Còn nhiều hơn nữa. Nên quý vị thấy đó, tùy vào đẳng cấp và quan niệm riêng mà chúng ta phán đoán ý nghĩa tâm linh hay người khác. Quý vị thấy chứ? Quý vị phải biết, quý vị chỉ cần cởi mở. Quý vị chỉ cần tự nhiên, tự tại để học hỏi tất cả những điều này mà không phê phán. Và giờ đây, quý vị biết những tượng Phật Tây Tạng đôi khi còn hở hơn áo tắm và không che giấu gì cả. Quý vị biết những tượng Phật này để lộ tất cả. Bên Ấn Độ cũng vậy, nhiều chùa họ cũng khắc đủ loại các hình tượng nam nữ đầy kêu gọi. Đây là chuyện rất bình thường trong nhiều tôn giáo. Điều đó chẳng bao giờ khơi dậy trong tôi bất kỳ một ý tưởng phủ định, phê phán hay ý nghĩ chỉ trích nào cả. Không biết tại sao, nhưng tôi không có một ý tưởng nào như vậy. Tôi đoán mọi người sẽ nghĩ, ồ, loại tôn giáo gì vậy? Tôi không biết họ có làm vậy không, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy. Tôi chỉ rất nhiệt tình để học hỏi về việc tu hành. Nên tôi nghĩ cũng có thể, sao lại không? Tôi cố thử xem, vì lỡ nó đúng thì sao? Nhưng chẳng có ích gì mấy, nên tôi nói, thôi dẹp, có một cái âm là tốt nhất. Được rồi, nếu tôi nhớ được những gì khác nữa, tôi sẽ kể cho quý vị nghe trong dịp khác. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ bay qua đó. Bây giờ trễ rồi. Không, tôi không cần đâu, cảm ơn. Trễ rồi, mọi người về nhà nhé. Chào tạm biệt. Hôm nay có câu hỏi gì không? Không à? Quý vị thích câu chuyện ngày hôm qua chứ? Dạ. Hôm qua chỉ có một câu hỏi vô bổ ích thôi, nhớ không? Dạ. Dù tôi có làm mọi chuyện như thế trước hay sau pháp môn quá âm, tôi làm cũng như không làm, đó là điều khác biệt. Đừng cố đặt mình vào trường hợp của tôi. Như sư phụ có thể làm điều đó, sau khi tu pháp môn quá âm, tôi cũng sẽ đi dạo quanh để tìm minh sư.
Quý vị có thể làm điều gì mình muốn. Tôi luôn bảo quý vị là cứ việc đi chọn minh sư nếu muốn. Quý vị không nên hỏi những câu hỏi lắt léo như vậy. Tôi ghét lắm. Tôi cũng làm rất nhiều điều nhàm chán khác sau pháp môn quán âm. Tôi đã có một tá bạn trai. Bạn trai trong một kép. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết họ ở đâu nữa. À, hả? Đừng so sánh với tôi nếu quý vị chưa đạt được trình độ như tôi. Chỉ nhìn vào những điều tốt tôi làm và cố làm theo. Còn những điều khác, nếu quý vị không thể làm được và nghĩ rằng điều đó không hay lắm, thì hãy quên đi. Nhiều việc tôi đã làm, quý vị lại không học. Chỉ học những điều vô bổ ích. Có câu hỏi gì không? Có than phiền gì không? Không à? Tốt lắm. Quý vị thích điểm gì về câu chuyện hôm qua? Thậm chí quý vị còn nhớ không? Dạ nhớ. Nhớ cái gì? Phần nào hay nhất? Phần hay nhất là gì? Hành trình của sư phụ. Hành trình của tôi. Đến nhiều nơi. Tới đâu? Tới nơi. Nhiều nơi. Đó chỉ là một trong những trạm dừng chân, chỉ là một giai đoạn. Đó chưa phải là trọn cuộc hành trình. Hành trình của tôi vẫn còn tiếp tục và có rất nhiều điều tôi đã làm sau khi tu pháp môn quán âm mà quý vị cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi đã cứu rất nhiều sinh mạng, đời sống thể chất bằng phương cách vật chất. Không chỉ ở nhà như quý vị, nhắm mắt lại và cầu nguyện sư phụ bên trong. Rồi Ngài hiện ra, điều đó là khác, đó là công việc của Ngài. Tôi cũng làm những việc vật chất bên ngoài nữa. Tôi đã làm nhiều điều mà tôi không thể kể hết được vì nó liên quan tới nhiều người. Đa số công việc tôi chỉ làm một cách âm thầm. Dù sao thì có lẽ chúng ta bắt đầu. Có lẽ tôi vừa mới nhớ ra hôm qua chúng ta ngừng ở chỗ nào. Tôi đã ngừng ở đâu hôm qua? Gia truyền tâm ấn. Tâm ấn à? Họ gọi đó là tâm ấn, nhưng tôi chẳng cảm thấy được tâm ấn gì cả. Sự khác biệt ở chỗ đó. Tôi đã được che chở, quý vị biết không? Bởi một tấm chắn tâm linh. Sau khi tu pháp môn quán âm, quý vị có thể thử thọ tâm ấn thêm bao nhiêu lần, cũng sẽ không xuyên qua được. Quý vị có thể làm như một hình thức bên ngoài. Nhưng quý vị được che chở bằng tấm chắn tâm linh. Nên không có gì thấm qua quý vị nhiều được. Trừ khi quý vị thật sự muốn. Nhưng thường thì không kết quả gì mấy. Quý vị chỉ tự gạt mình. Quý vị để đầu óc đánh lừa mình trong một thời gian vì ngã chấp. Hay vì nghiệp quả mà quý vị cần phải trải qua. Rồi quý vị phải làm cái này, làm cái nọ. Nhưng thật ra sau khi tạo tâm ấn theo pháp môn quán âm, chúng ta được ánh sáng, âm thanh bảo vệ, không vấn đề phiền muộn. Nghiệp chướng cũng không nhiễm chúng ta được. Nhiều người quá thích nghiệp chướng. Đến nỗi họ khoét một cái lỗ xuyên qua áo giáp của họ, rồi tự chích nghiệp chướng vào người. Thế là tôi không thể giúp gì được. Bằng không thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ôi, tôi không biết là có thể nói giống hôm qua không, cho nên đừng kỳ vọng nhiều quá, làm tôi cảm thấy rất căng thẳng. Và ngượng ngùng, như là hôm qua tốt, phải không? Sau khi rời quý vị, tôi đã đến đó và họ dọn cho chúng tôi vài món ăn. Khi tôi nói chúng tôi có nghĩa là một nhóm người. Và tôi là người ăn ít nhất. Họ hưởng lợi ích nhờ sự hiện diện của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện tiếp rất lâu. Và tôi cũng có thể nói mãi. Nhưng hôm nay tôi không biết là có nói được không. Phải làm sao đây? Vẫn còn chưa nóng máy. Hôm nay tôi không biết ai đã đến và làm tôi cục hứng như thế này. Người nào đó với cuộn băng.
Hôm qua chúng ta có vài người cũ. Hôm qua quý vị hỏi tôi về việc sống lâu, nhớ không? Giả sử chúng ta được sống mãi bằng nhục thể này. Nhớ không? Có người hỏi rằng, như các vị đạo sĩ du già, họ hành thiền. Và rồi họ sẽ làm gì? Họ có thể giữ được ngay cả thân thể của họ, phải không? Giữ rất lâu hay muôn đời như sách của Yogananda mà quý vị đã đọc. Hiểu ý tôi không? Làm sao có thể tin người khác nếu chính quý vị không thấy? Và tôi cũng kể chuyện về hồ nước Trường Sanh. Rằng khi uống nước đó quý vị trở thành bất tử. Nhưng thật ra, đó có lẽ chỉ là truyền thuyết, có thể không thật. Mà dẫu có thật đi nữa, tôi không biết khi chúng ta tiếp tục đời sống vật chất này để làm gì. Chúng ta có cần không? Chúng ta có thật sự cần đời sống vật chất này, cái thân thể này lắm không? Quý vị cần không? Cần hay không? Dạ không. Bao nhiêu người nữa không? Giơ tay lên cho tôi xem. Được. Cảm ơn nhiều. Những người còn lại có thể giữ thân thể mình. Vì những ai không muốn thì cũng tốt. Còn quý vị nào muốn thì cũng được. Số còn lại ý như thế nào? Số còn lại nó cần, phải không? Quý vị muốn giữ lại đời sống vật chất của quý vị à? Thưa không. Thưa muốn. Thật không? Không. Muốn. Bao nhiêu người muốn? Giơ tay cho tôi xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Chà! Cũng không có nhiều người điên như tôi tưởng. Tôi nghĩ còn nhiều hơn thế. Nhưng không sao, đúng ra pháp môn âm đã hữu ích cho quý vị. Những ai đã giơ tay, giơ lại lần nữa xem. Tốt. Ít nhất cũng giữ vững lập trường, tôi thích thế. Quý vị trước sau như một, được rồi, cho tôi biết. Giả sử tôi có thể dạy quý vị một phương pháp tu hành để duy trì được đời sống, quý vị sẽ làm gì với nó? Máy ghi âm. Từ người một, trả lời tôi. Nếu quý vị có lý do chính đáng và hữu lý, có thể tôi sẽ tán đồng. Hoặc tôi đến yêu cầu Babaji dạy cho quý vị. Ôi, mắt tôi đau quá. Mắt quý vị có sao không? Nó đau quá chừng, khô quá. Được rồi, cứ nói đi. Ta nhắm mắt, nhưng tay thì mở. Thưa sư phụ, con nói muốn có nghĩa là chỉ trong một thời gian thôi. Không, tôi không có ý nói thời gian ngắn. Tôi đã hỏi về vĩnh cửu mà, phải không? Vậy thì giơ tay lên lần nữa. Muốn hay không? Bao nhiêu không? À, đừng có hiểu lầm như vậy. Sự khác biệt rất lớn. Vậy cuối cùng quý vị nói không à? Dạ đúng. Được rồi. Con chỉ cần nói bây giờ để đến cảnh giới trên. Bây giờ dĩ nhiên là được. Dù sao cũng không thể chết mà. Dạ đúng vậy. Quý vị chưa may mắn đến vậy đâu. Người kế. Ai đã không hiểu lầm thì hãy trả lời. Nếu hiểu lầm thì thôi. Con nghĩ sống lâu để chúng con tu hành trên đời này. Vĩnh viễn à? Dạ, vĩnh viễn. Rồi quý vị muốn gì? Chúng con cần sự hiểu biết vì muốn ở lại thế giới này lâu. Thật lâu để có thể học hỏi thêm nữa. Học hỏi về cái gì? Về tu hành ở thế giới này vì... quý vị có thể học được gì ở thế giới này? Đời này có nhiều khó khăn trong dường như mình giúp người khác. Khi mình làm nhưng không thấy rõ, không nghĩ là mình làm. Giúp người nhưng không nghĩ là mình giúp. Mình giúp người rồi mình quên đi, đó là điều mình học hỏi ở đây. Quý vị nói làm nghĩa là gì? Không hiểu gì hết.
hội. Quý vị có hiểu cô ấy không? Ý cô ta nói gì vậy? Chúng con học hỏi thế giới này và sư phụ giúp chúng con. Chúng con theo sư phụ và học hỏi nhiều về giáo lý. Nhưng thân thể tôi không ở đây mãi như quý vị. Tôi không muốn sống mãi trong thế giới vật chất này. Làm sao tôi giúp được nếu quý vị sống mãi, còn tôi ra đi? Nếu sư phụ đi nhưng lực lượng vẫn còn thế giới này, nó sẽ không ở đây mãi mãi. Quý vị thấy chưa đủ về đời sống vật chất này à? Quý vị có thể ở lại mãi mãi, sau khi chết trở lại nữa. Dạ không, không, không vấn đề gì, tôi hứa. Đó là cách để giữ mãi đời sống vật chất này, quý vị biết không? Nghĩa là quý vị tái sanh. Cứ tạo nhiều nghiệp chướng rồi có thể trở lại. Không cần tôi. Người kế. Ai là người muốn sống mãi? Cho tôi biết lý do. Không có ai nữa à? Quý vị dễ thay đổi quá. Tốt, ít ra cô ấy cũng giữ vững lập trường. Đối với tôi không sao cả. Được thôi, nếu quý vị tin như thế thì cũng được. Nhưng quý vị biết thân thể vật chất rất khó bảo trì. Cứ xem quý vị cần bao nhiêu tiền mỗi tháng để được ở lại mãi trong thể xác này. Quý vị cũng sẽ ở lại trong phòng làm việc mãi mãi. Và mãi lái xe trên xa lộ để đi làm. Cứ lo mua sắm, nấu nướng, ăn uống, đi khám bệnh, trả tiền điện, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm mãi mãi. Ồ, không cần bảo hiểm nhân thọ vì quý vị sẽ không chết. Tốt, ở trà cũng rất tiện. Có lợi, khỏi trả tiền bảo hiểm nhân mạng. Quý vị biết là sống vĩnh viễn trên thế giới này không có nghĩa là không bị bệnh và không già. Hôm qua tôi đã kể cho quý vị câu chuyện về Alexander Đại Đế. Nhưng thật ra, khi những đạo sĩ du già tập pháp trường sanh bất tử, điều đó khác. Quý vị biết không? Có lẽ họ sẽ không cần những thứ mà chúng ta cần. Nhưng tôi không biết, sống vĩnh viễn ở đây cũng hơi chán. Quý vị có nghĩ thế không? Dạ có, chẳng khác gì mấy. Ngoài việc thay đổi tổng thống mỗi 4 năm một lần, chúng ta không có gì thay đổi nhiều quanh đây. Mỗi 4 năm, chúng ta lại có bầu cử tốn đến hàng tỷ đô la. Và rồi 4 năm sau, chúng ta tôn sùng người khác. Tôi không biết thế giới vật chất này có gì hấp dẫn đối với quý vị. Tôi muốn biết. Điều gì khiến quý vị quá thích đời sống vật chất này, đến nỗi muốn ở lại đây mãi mãi? Vì ở đây không tu hành giỏi, nên muốn tu hành lâu hơn, đúng không? Vì chúng con chậm chạp, chúng con tu thiền quá trễ. Nên muốn ở lại thêm, để có thể thiền và học hỏi thêm ở thế giới này. Vì có người nói, nếu mình không tốt lắm trên thiên đàng thì sẽ trở lại. Không, không đúng đâu. Vì vậy, con ở lại đây học thêm, như vậy tốt hơn. Trên thiên đàng tu hành khó hơn. Nên con muốn ở đây tu hành thêm. Quý vị sẽ làm gì khi răng rụng hết? Vì con tin tưởng sư phụ nhiều lắm, con tin suốt đời. Nên con muốn ở đây học thêm với sư phụ. Con vẫn còn muốn ở lại đây.
Đó là lý do duy nhất chứ không phải chồng của cô đẹp trai sao? Không, con chỉ muốn học pháp môn quán âm thôi. Được, tốt. Nhưng ta đâu có nói rằng nếu quý vị không tốt ở trên thiên đàng thì quý vị sẽ phải trở xuống. Con đọc trong bản tin có đoạn nói như vậy đó, sư phụ. Như cái gì? Giống như cầu thang máy, lên xuống, vậy là tất cả chúng ta đã ở thiên đàng rất lâu. Chúng ta muốn trở xuống. Con không muốn trở xuống nên con ở lại thêm, để khi con lên thiên đàng sẽ ở đó vĩnh viễn. Con không muốn trở lại thế giới này nữa. Được rồi, thì ở lại đây. Tất cả chúng ta sẽ đi sau khi thiền đường này sụp đổ. Tôi không còn đây nữa để sửa sang cho quý vị hay cho quý vị tiền để mua nhà mới. Vấn đề của chúng ta cũng vẫn là phải có thiền đường và cộng tu, những điều như vậy. Nếu như tất cả quý vị muốn ở lại đây vĩnh viễn, không biết là tôi có kham nổi không? Hôm nay tôi phải đi ký hợp đồng và nhiều thứ nữa cho quý vị. Ngay cả dấu tay cái của tôi, họ còn đòi nữa. Tôi cảm thấy trời ơi, cái này không... nhiều việc quá, phải không? Tôi phải lần dấu tay. Đó là thẻ thức mới. Khi quý vị muốn mua đất hay làm gì đó, hoặc ủy quyền cho ai ký thay quý vị và mọi thứ, tôi phải đi tới luật sư và công chứng viên. Cho nên nếu quý vị ở đây mãi, tôi nghĩ là tôi không thể trở lại làm tất cả chuyện này nữa. Vẽ kiểu quần áo và nữ trang, bán để kiếm lợi tức và mua tiền đường riêng cho quý vị. Rồi đi ký hợp đồng cho quý vị, chỉ vì quý vị muốn ở lại đây vĩnh viễn. Trên thiên đàng chúng ta cũng có thể tu hành. Khi tôi nói chúng ta trở lại đây có nghĩa là tự nguyện. Chúng ta không phải bắt buộc nếu không muốn. Tôi có nói vậy không? Dạ có, nhiều người không bao giờ rời thiên đàng. Có người ở vĩnh viễn trên thiên đàng. Sao quý vị không thích ở mãi trên đó, thay vì ở mãi trong địa ngục như nơi này? Tôi nghĩ thật buồn cười. Hả? Xin cô chào một chút. Điều gì sẽ xảy ra cho những đệ tử nếu họ đến xin tòa tâm ấn và vì lý do nào đó không thể tu hành, họ bỏ đi và gia nhập vào đoàn thể khác, rồi có thể gặp tai nạn và họ qua đời? Điều gì sẽ đến cho họ? Tôi không biết. Nếu họ đi rồi thì làm sao tôi biết được? Nếu họ bỏ đi, nhưng họ không gia nhập đoàn thể khác mà chỉ không tu hành thôi. Quý vị không nhận được gì nếu không nỗ lực. Họ bị đứt liên lạc với Ngài. Không phải bị cắt đứt, nhưng họ chẳng được lợi ích gì cả. Con hiểu. Thí dụ như quý vị ghi tên vào đại học và học chừng vài tháng rồi nghỉ. Sẽ không có gì xảy ra cho quý vị cả, nhưng cũng không nhận được gì. Quý vị không thành bác sĩ, quý vị không thành gì cả. Không ai trừng phạt quý vị hay gì hết. Quý vị chỉ ở tại chỗ. Họ vẫn ở trên đâu cũ. Đúng vậy. Như khi họ đã bỏ đi. Rồi họ phải trở lại lần nữa. Phải. Nếu trình độ thấp quá, họ chưa đạt được trình độ cao hơn thì họ phải trở lại. Vậy họ ở ngay đẳng cấp đã đạt được khi ngưng tu hành. Họ ở lại đó. Thí dụ một bậc cao hơn đẳng cấp này chẳng hạn. Nếu như sau đó họ không làm gì phương hại đến sự tu hành, quý vị hiểu ý thôi không?
Nếu họ không làm gì ngược lại với công phu tu tập, thì họ ở lại đó. Nếu có phương hại, họ phải trở lại đẳng cấp cũ hoặc thấp hơn nữa. Đó còn tùy. Tâm ánh không phải là cái giấy bảo đảm, không phải là tờ chứng nhận bảo đảm. Điều đó chỉ bảo đảm rằng quý vị được chấp nhận. Quý vị là người của tôi và nếu cứ tiếp tục tu hành, quý vị sẽ đạt được kết quả thích đáng. Cảm ơn Sư Phụ. Được rồi, cũng như ghi danh vào đại học. Đầu có bảo đảm rằng quý vị trở thành bác sĩ, phải không? Nhưng điều đó bảo đảm rằng quý vị sẽ thành nếu cứ tiếp tục học hành, đúng không? Nó bảo đảm quý vị được quyền tiếp tục cho đến khi thành bác sĩ. Biết chưa? Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn Sư Phụ. Cho nên, nếu quý vị được tâm ấn, quý vị được bảo đảm sự an toàn trong cuộc hành trình. Và vị Minh Sư sẽ hướng dẫn cho tới khi quý vị về đến đích. Nhưng quý vị phải đi tới đó. Quý vị không thể chỉ đứng tại chỗ và nói, con đã đến chưa? Quý vị hiểu ý tôi không? Nó bảo đảm cuộc hành trình được an toàn như quý vị mua một vé máy bay. Điều đó không bảo đảm rằng quý vị sẽ tới Nữ Ước. Nó bảo đảm nếu quý vị bước lên phi cơ và để phi công và các tiếp viên chăm sóc cho quý vị đến hết cuộc hành trình, phải không? Giờ hiểu chưa cưng? Tốt. Còn ai nữa? Quý vị hiểu rõ chưa? Dạ rồi. Tốt. Bởi vì chúng ta vô minh đã lâu, nên chúng ta phải tiếp tục cho đến khi chúng ta thật sự ngộ ra. Là đệ tử, chúng con có cách nào để cứu những người đã thọ tâm ấn nhưng rời bỏ đường tu? Dạ phải. Có vài cách để làm. Nếu quý vị biết rõ người đó, quý vị có thể tổ chức một bữa tiệc hay gì đó. Thỉnh thoảng nói chuyện, khuyến khích họ trở lại và giải thích những điều họ đã hiểu lầm. Như vậy, có khi thành công, có khi không. Phải rất thận trọng, bởi vì có khi chẳng những không cứu được họ mà quý vị còn bị lôi kéo trở lại luôn. Có rất nhiều trường hợp giống như vậy. Nhiều người muốn giúp kẻ khác, nhưng thay vì giúp, họ... Ôi, nghiệp chướng nặng nề và họ cùng chết chìm với nhau. Cho nên hãy thận trọng. Dạ. Hễ quý vị thấy có dấu hiệu mình suy yếu, như là tu hành thoái bộ, quý vị phải ngưng lại ngay. Trở lại cộng tu, tự thanh tịnh hóa, khuyến khích mình, gần gũi đồng tu, đến khi quý vị trở nên vững mạnh trước đã. Dạ, vì nếu không biết bơi thì đừng cứu người chết đuối. Dạ, đúng vậy. Cho dù quý vị có muốn quá chăng nữa cũng không thể, quý vị chỉ tự giết mình thôi. Hôm qua tôi muốn kể thêm về Hy Mã Lạp Sơn cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay không có hứng, tôi không biết tại sao. Có lẽ quý vị mong đợi quá nhiều. Thấy không? Khó lắm. Không thể chỉ nói khi mình muốn. Một vài người lúc nào cũng ép hay van nài tôi như, ôi sư phụ, sao ngài không tiếp tục mãi đi thuyết pháp và cứu độ chúng sanh và những chuyện to tát như thế. Nhưng có khi ta nói người ta lại không lắng nghe. Ngay cả đệ tử họ cũng cứ đi lòng vòng tìm người khác để tán gẫu những chuyện như vậy, vì có lẽ họ đinh ninh rằng tôi sẽ còn ở đây mãi mãi và có thể gặp và nghe tôi giảng lại. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng, có thể là không. Chúng ta nên nhận những gì mình có hôm nay. Ngày mai có gì không ai biết được. Chuyện gì cũng có thể xảy đến cho chúng ta, phải không? Và đôi khi không có, quý vị lại mong ước. Nhưng khi có rồi, quý vị lại coi thường. Thật rất khó cho tôi. Và thỉnh thoảng chỉ một hay hai người như vậy cũng đủ khiến tôi không nói chuyện được. Quý vị biết không, tôi không còn cảm hứng gì cả. Đôi lúc nhìn mặt người nào đó, tôi không thể nói chuyện được nữa. Tôi cảm thấy do dự, khó lắm. Ngoài ra, một buổi thuyết giảng thành công, một lần nói chuyện thấm vào lòng người, đôi khi cũng cần có thời gian và hoàn cảnh nữa. Dĩ nhiên tôi có thể đi thuyết giảng và cứ nói mãi về pháp môn âm. Ờ, dễ thôi. Có lẽ dễ, có lẽ không. Vì đa số các buổi thuyết giảng không bao giờ giống nhau. Không bao giờ. Có thể giống một phần, nhưng những phần kia thì khác. Đa số không giống nhau.
hoặc ngay cả cùng một câu chuyện, nhưng cách giải thích và chi tiết thì khác nhau. Thỉnh thoảng tôi gặp một số người gọi là đệ tử, và họ thật tình làm tôi mệt mỏi trước giờ thuyết giảng. Điều này cũng làm cho tôi rất khó nói chuyện. Cho nên, khi quý vị nghe được một buổi giảng hay đại khái như thế, quý vị nên cố lắng nghe và tận hưởng vào thời điểm đó. Vì không biết tôi có thể nói lại như vậy được không? Có quá nhiều chướng ngại trên đường tôi phải đi qua. Đôi khi rất khó. Vì vậy, một bài giảng hoặc buổi nói chuyện tốt như là những bông hoa đẹp. Những bông hoa hiếm quý không phải ngày nào cũng nở. Nên đôi khi thấy tôi giảng hay, quý vị lại nghĩ, sao tôi không làm như vậy hoài? Làm như vậy hoài cũng không tốt đâu, thấy không? Cũng không cần thiết đâu, bởi vì đôi khi tôi giảng một bài, nhiều người có thể nghe được từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nhờ băng thâu hình và băng thâu âm. Và thỉnh thoảng, nếu tập trung, nếu không làm chi khác trong lúc đó, người ta cũng có thể nghe được tôi. Linh hồn họ có thể nghe. Vì vậy, không nhất thiết cứ phải nói nhiều hay giảng mỗi ngày. Đa số các vị minh sư đều giữ im lặng. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì hỏi đi. May ra tôi có thể giải thích cho quý vị. Thỉnh thoảng quý vị phải hỏi để tôi có thể nói chuyện với quý vị. Được. Thưa sư phụ, con có một câu hỏi. Vì trong thế giới vật chất, từ trường phủ định và khẳng định luôn luôn đi đôi với nhau. Và trong thế giới tâm linh, chúng ta thực hành pháp quán âm nên khẳng định hơn, thưa đúng không ạ? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với người khác. Trong môi trường sống, thường là những điều không tốt. Vậy chúng ta có bị vướng mắc vào những điều phủ định đó không? Không vướng mắc mà là chúng ta chia sẻ. Bạn bè thường ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta có bạn tốt, đồng tu có đẳng cấp cao, họ có thể giúp nâng cao sự hiểu biết của quý vị và giúp quý vị tiến bộ nhanh hơn. Nếu quý vị có bạn xấu hoặc đồng tu có đẳng cấp thấp, họ có thể kéo quý vị xuống. Đó là nếu quý vị không đủ mạnh. Nếu quý vị vẫn mạnh hơn cả hai, thì quý vị ảnh hưởng cả hai, nếu có thể. Tại sao? Sao quý vị hỏi câu này? Dạ, có một lần chồng con sau một chuyến đi công tác, con đến đón anh ấy ở phi trường, lúc đó vào buổi tối. Sáng hôm sau, sau khi thiền, con thiếp ngủ. Trong giấc mơ, con thấy hai con cá lớn. Con thấy đang đón chồng con lên xe. Mọi thứ hiện ra cùng một lúc, và ông đang cầm hai con cá lớn. Con giận ông quá. Con nói, tại sao anh lại cầm hai con cá sống như vậy làm gì? Ông ấy cũng là một đồng tu. Và ông chỉ cười, không nói gì cả. Sáng hôm sau, chỗ con ở thiền trong phòng ngủ. Con cá đang bị nấu trong nồi, nhưng vẫn còn sống. Màu bạc rất là sinh động và nó đang há miệng ra. Lạ lùng quá, con thấy tội nghiệp cho con cá. Nên con bèn cầu sư phụ cứu nó và niệm năm hồng danh. Khi thức dậy, con kể lại giấc mơ cho chồng nghe. Và ông bảo con rằng trưa hôm đó, ông đã đi ăn trưa với khách hàng trong một nhà hàng Mỹ. Ông dùng món salad và những người khác thì ăn cá. Nên con nghĩ những con cá đã theo ông hay sao đó.
Đó là lý do con đang nói đến chúng. Tôi không biết ông ấy có mang theo vali không? Dạ không, ông không mang gì cả. Tôi chắc không. Sao cô không mở vali và kiểm xem? Nên con thắc mắc điều này hay chỉ là một giấc mơ? Cô nghĩ con cá đến với ông ấy mà không được mời à? Thôi, không sao. Đó chỉ là biểu tượng thôi. Chắc chắn là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người chúng ta gặp mỗi ngày. Họ có thể cho chúng ta thiên đàng hay địa ngục. Thường thì địa ngục. Nhưng rồi chúng ta cũng phải chịu đựng. Và đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Chúng ta phải chịu đau khổ vì nhiều người để có thể gia trì cho thế giới và nâng cao tâm thức của những người ở đẳng cấp thấp hơn. Mặc dù quý vị không thấy sự lợi ích, nhưng nó vẫn có đó. Và đó là lý do khiến sự tu hành của chúng ta thỉnh thoảng rất chậm. Vì đó là cách chúng ta cưu mang gánh nặng của người khác. Nhưng không sao, điều gì làm được thì chúng ta cứ làm. Được. Thưa sư phụ, chúng ta phải có thật sự phải đi qua tất cả đẳng cấp thứ nhất, thứ nhì, trước khi tới đẳng cấp thứ ba, thứ tư và thứ năm không ạ? Phải giống như đi học vậy. Vì thỉnh thoảng khi tọa thiền, con nghe được âm thanh của những đẳng cấp cao. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, phần nhiều con chỉ nghe âm thanh của cảnh giới thấp. Có thể là quý vị đi lên và xuống trở lại. Có thể như vậy. Nếu tập trung cao độ thì quý vị sẽ lên cao hơn. Sáng hôm sau có lẽ vì tiếp xúc với ai đó, hay chẳng hạn vậy. Hoặc quý vị giải đãi khi tọa thiền, nên không có vượt qua được. Quý vị hiểu ý tôi không? Và ở lại đó, rồi lần khác quý vị lại vượt qua được. Cũng có thể là đôi khi chúng ta thoáng thấy được cảnh giới cao hơn, nhưng chưa có sẵn sàng để ở lại đó lâu. Rồi chúng ta lại trở xuống, nhưng sau đó chúng ta lên nữa, và ở lại lâu hơn, và rồi càng ngày càng lâu, cho đến khi chúng ta đạt tới đẳng cấp kế tiếp. Mỗi lần nghe được âm thanh hay dấu hiệu của đẳng cấp cao, con cảm thấy rất vui trong nhiều ngày sau đó. Chắc rồi, đúng ra là như vậy. Cho nên hãy tiếp tục tập trung rồi quý vị sẽ cảm thấy vui nữa. Vậy có nghĩa là con vẫn ở đẳng cấp thấp, nhưng chỉ thoáng nghe âm thanh của cảnh giới khác. Khi lên cao thì quý vị đến đó và rồi rơi xuống lại. Như thỉnh thoảng khi thiền quý vị nhập định và rồi khò. Không những đẳng cấp thấp mà đầu quý vị cũng thấp luôn. Không sao, đừng nên quá nghiêm trọng, cứ tiếp tục tu hành. Bất kỳ cái gì đến cũng được, không màng. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Hết rồi à? Thưa sư phụ, con có câu hỏi nhỏ. Thỉnh thoảng con bối rối không biết quyết định của mình đến từ đầu óc hay là từ trí huệ. Nên câu hỏi của con là làm sao con có thể xác định. Vì nhiều khi con gặp một trở ngại lớn, con ngồi xuống và nói, sư phụ xin giúp con giải quyết vấn đề. Rồi sau khi xả thiền, thỉnh thoảng câu trả lời đến rất rõ, nhưng có khi chỉ được 50%. Vì thế con mong rằng sư phụ có thể chỉ cho con biết quyết định nào là đúng. Cảm ơn sư phụ. Khi quý vị thấy rất rõ ràng, đó là 100%. Khi quý vị chỉ rõ 50%, đó là 50%. Thưa sư phụ, đôi khi con có câu hỏi. Thỉnh thoảng khi ngồi thiền, con cố cầu thông với Ngài. Và đột nhiên con muốn làm vậy, nhưng con cảm thấy đầu óc con bảo, không, không, ngươi không thể làm vậy được. Trạng thái đó rất đáng sợ, không được, ngươi không thể nào làm được.
Đầu óc cứ bảo con như thế. Và một lực khác rất mạnh đến sau đó. Không, đừng nghe những lời đó. Ngươi phải làm dù thế nào đi nữa. Nếu ngươi nghĩ đó là điều phải để làm cho người khác, thì dù có chết, ngươi cũng phải làm. Phải đó. Rồi con bắt đầu khóc. Con nói, sư phụ, đó hẳn là tiếng của Ngài. Và con đã hỏi Ngài như thế. Và sau khi xả thiền, con cảm thấy ngập tràn ân điển từ đầu đến chân. Rồi con nói, đúng rồi. Có lẽ đó là thông điệp sư phụ đã cho mình câu trả lời. Phải, điều đó đúng. Con rất cảm kích Ngài. Cảm ơn sư phụ. Hãy điều gì tốt cho chúng ta và cho người khác, thì dù có chết, chúng ta cũng phải làm. Điều đó đúng. Đó là lý do tại sao tôi chết hoài. Nhiều khi đầu óc cố ngăn trở chúng ta và cho chúng ta đủ mọi lý do, đủ điều xấu, và chúng ta nghe theo nó. Và rồi chúng ta trở nên yếu đuối, nhỏ bé và mất thánh thiện. Nhưng nếu chúng ta đứng dậy, trở nên vô vị kỷ, biết yêu thương và tử tế hơn, và làm những điều đem lại hạnh phúc cho người và cho mình, thì đó là điều đúng. Đúng vậy. Rốt cuộc, chúng ta còn muốn làm chi khác trong đời này? Còn muốn sống cách nào khác hơn ngoại trừ làm người khác hạnh phúc? Phải không? Thưa sư phụ, con vừa có một câu hỏi khác. Con cảm thấy trong đời sống thường nhật, mỗi ngày con càng thương người khác nhiều hơn, tình thương vô điều kiện như Ngài đã dạy. Nhưng con vẫn có nhiều trở ngại với âm thanh. Con không biết có phải vì tiếp xúc với nhiều người ngoài không? Thường thì sư phụ để con nói quá nhiều, đến nỗi con cảm thấy như Ngài đang nói cho con bằng tiếng Anh chứ không phải con, để đưa người da trắng đến với chúng ta. Và con không biết có phải vậy không? Nhiều lúc sau khi làm việc xong ở nhà hàng về, con phải cầu sư phụ thật nhiều để có thể ngồi yên tọa thiền. Và con có rất nhiều trở ngại về âm thanh. Có khi chỉ 15 phút con cũng không chịu nổi. Tôi biết, nên con tự hỏi có phải vì lực lượng phủ định bao quanh con? Có thể là vậy. Có thể là quý vị làm việc nhiều quá và kiệt sức. Không sao nếu quý vị... Đôi khi quý vị không thể thiền được, biết không? Thật đấy. Khi chúng ta nói chuyện với người khác, có hai điều có thể xảy ra. Thỉnh thoảng chúng ta được nhiều gia trì và hạnh phúc vì giúp người khác hiểu được đạo. Có khi vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Và chúng ta cũng ngất ngư một hồi. Nhưng rồi quý vị tỉnh lại và tọa thiền nữa. Không có vấn đề gì nếu quý vị không thể thiền được ngày hôm ấy. Rồi hôm sau sẽ hồi phục trở lại. Hoặc là đợi một tiếng đồng hồ nữa rồi hãy thiền. Đừng lo. Về nhà, tắm rửa kỹ càng và thay quần áo mới rồi ngồi thiền. Dạ, sư phụ, đó là lý do khiến con ráng đi cộng tu càng nhiều càng tốt. Chia sẻ nghiệp chướng, phải không? Dạ. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con có một câu hỏi. Con được một nhóm bạn thân mời đi ăn tối. Họ theo học về Gusev và Ospenkai. Ông tên là Robert G. Bouton. Và ông nói trong bữa ăn rằng họ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào năm tới. Vào khoảng tháng 4 và tháng 6. Ồ, họ cứ làm như thế mỗi năm. Không nhóm này thì nhóm khác. Mỗi năm họ đều nói có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Vậy bây giờ là chuyện gì? Điều gì sẽ xảy ra? Nói một cách chính xác. Ông ta nói rằng sẽ có bão lụt ở California. Nhiều nơi của Baja và San Diego sẽ bị ngập lụt. Và ông bảo một số người phải đi Âu Châu
hay giờ đến những vùng cao, đừng ở quanh bờ biển. Hãy cho ta biết ở đâu. Có gần thiền đường chúng ta không? Con không nghĩ thế. Nói chính xác là chỗ nào để đồng tu có thể dời đến một con núi cao hơn hay gì đó. Con không biết chi tiết, nhưng đó là điều ông ta nói trong bữa ăn tối. Rồi con cứ phân vân không biết làm sao. Tại trung tâm chúng ta lúc nào cũng có người hỏi mua đồ phòng bị sống còn. Nên con cứ nghĩ là có điều gì đó con không hiểu. Ai bán đồ phòng bị sống còn đó? Họ bán khắp nơi mỗi ngày. Quý vị trách tôi về chuyện này. Tôi chẳng bao giờ bảo họ mua đồ phòng bị sống còn. Lần đầu tiên tôi biết là tuần trước. Tôi hỏi cái gì đây? Họ nói 10 Mỹ Kim. Đó là lần đầu tiên tôi thấy đồ phòng bị sống còn. Tôi hỏi cho bao nhiêu ngày? Họ nói 3 ngày. Vậy nghĩa là 3,50 Mỹ Kim mỗi ngày. Không mắc lắm. Theo như ông thầy này nói, đó là do ảnh hưởng thiên đàng mà ông đã liên lạc được. Và họ đã cho ông biết từ năm 1981. Và ông ta như đang chuẩn bị tại các vùng núi ở Sacramento. Thiền đường của chúng ta rất cao. Quý vị biết điều đó không? Còn Sacramento thì sao? Phía đông Sacramento rất xa biển. Trong vùng núi. Ờ, đó không phải là nơi tôi sống. Vậy không sao? Còn San Diego thì sao? Rất nhiều đồng tu sống ở đó và chúng ta không biết rõ nơi nào. Quý vị biết làm sao không? Nếu không lục lội thì là núi lửa. Và nếu không núi lửa thì lại động đất. Nếu không động đất thì cuồng phong. Nếu không cuồng phong thì tai nạn xe cộ. Quý vị chạy đi đâu đây? Quên nó đi. Không sao cả. Dù sao, gần đây cũng có nhiều lũ lụt ở Mỹ. Và đủ thiên tai như vậy. Chúng ta phải thay đổi cách sống, không phải thay đổi thời tiết. Nếu vẫn còn nhiều người sống theo lối thiếu đạo đức, thì rất là kinh khủng. Nếu không xảy ra nơi này thì nơi khác. Có hiểu ý tôi không? Và đôi khi chúng ta cũng phải chia sẻ cộng nghiệp nữa. Dù chúng ta không làm gì cả. Tại Mỹ, chúng ta phải chia sẻ rất nhiều nghiệp chướng. Vì nước Mỹ liên can với nhiều cuộc chiến, sát hại nhiều người. Nhiều khi đúng, nhiều khi sai. Nhưng nghiệp chướng thì vẫn có đó. Sống ở nước nào, chúng ta phải chia sẻ nghiệp chướng của nước đó. Thật đáng tiếc. Họ đồn nhiều điều như vậy về Kali Phật Nha. Từ lâu lắm rồi. Họ còn nói có lẽ Kali Phật Nha sẽ biến mất vào trong lòng biển. Phải đó. Nó quả thuộc về Thanh Hải. Chúng ta có nhiều đồng tu nhất ở Kali Phật Nha. Nước Mỹ luôn luôn có một cái gì đó. Cái gì đó luôn sôi động, thay đổi, bất bình. Ở bề trái của nước Mỹ. Nếu quý vị được cái này thì mất cái kia. Tại Mỹ có lẽ quý vị được thịnh vượng hơn, nhiều việc làm hơn, tự do, bình đẳng hơn, nhưng lại có đủ thứ tai họa, đủ chuyện đáng sợ. Mỗi quốc gia đều có một cái gì đó, vì đa số dân chúng không chọn theo lối sống đạo đức. Không chọn cách sống của thiên đàng. Cho nên họ không thể nghiệm được thiên đàng tại thế. Chúng ta là hiện thân của điều mà mình chọn để làm. Luật vai trả lúc nào cũng minh bạch ở mọi nơi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống quá thấp kém,
và tiếp tục giết chóc cùng đủ thứ đồi trụy. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận lãnh những nghiệp quả xấu. Không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì đồng thanh tương ứng. Quý vị hiểu ý tôi không? Những chấn động lực thấp kém này sẽ thu hút loại năng lực thấp kém. Mang đến tai họa và phiền não, sự bất hạnh và những biến động. Quý vị có hiểu ý tôi không? Nếu chúng ta sống cuộc đời có phẩm chất phát triển cao độ, chọn lấy sống thánh thiện, thì ân điển của Thượng Đế sẽ rót vào đời sống, sẽ đến với chúng ta. Quý vị hiểu không? Do đó, sau khi tâm ấn và thiền định, bên ngoài quý vị thanh lọc bản thân mình bằng thực phẩm thuần chay và bên trong bằng dinh dưỡng thiên đàng, đời sống quý vị càng ngày càng trở nên tốt hơn. Đó là do đồng thanh tương ứng. Quý vị càng trở nên thánh thiện, do đó quý vị thu hút nhiều ân điển thiên đàng hơn. Quý vị có hiểu sự hợp lý đó không? Nhưng mà đa số người không làm thế. Họ sống một đời sống thấp hơn. Nhiều người chọn cách sống như loài thú. Nên họ thu hút đủ loại các từ trường xúc vật. Ý ta nói là từ trường thấp hơn. Và năng lực thấp kém này dĩ nhiên sẽ mang tai họa, bất hạnh và phiền não. Từ trường thiên đàng sẽ mang lại hạnh phúc, ân điển và lực gia trị, vì nó là thiên đàng. Còn từ trường của đẳng cấp thấp hay đẳng cấp ma quỷ sẽ mang lại một đời sống có phẩm chất thấp hay những diễn biến có phẩm chất ma quỷ vào đời sống con người. Đồng khí thì tương cầu. Cho nên nếu chúng ta muốn có đời sống như thiên đàng mãi mãi, chúng ta phải cư xử như thiên thần và thu hút các lực gia trì này đến với chúng ta. Rất đơn giản, không cần phải cai ngộ mới hiểu được. Có những người luôn hành động xấu. Và khi hậu quả đến, họ trách Thượng Đế không gia trì cho họ. Họ trách đủ thứ. Họ đổ thừa cho hoàn cảnh, trách móc người khác, than phiền bạn bè và gia đình của họ. Làm như thế không đúng. Chính họ là người đã thu hút thứ tai họa này. Vì họ hành động theo cách khiến phát sinh từ trường của họ. Và loại năng lực tai họa này sau đó, theo luật vay trả, sẽ thu hút thêm năng lực xấu cho đến khi đủ mạnh để tạo nên tai họa. Và rồi tai họa sẽ vây quanh họ bằng mọi hình thức, qua đủ loại hiện tượng và đủ các loại người khác nhau. Cho nên, nếu tôi hay bất cứ vị thầy nào yêu cầu quý vị giữ năm giới, trường chay, thuần chay để thuần khiết thể chất, thanh tịnh hóa tâm linh và tinh thần qua việc thiền định, bằng sự suy nghĩ thuần khiết, lời nói thanh tao và hành động tốt lành, quý vị sẽ thu hút tất cả năng lực tinh khiết và lực gia trì đến với mình. Vậy đó không phải là mình sẽ khắt khe và khống chế cuộc sống của quý vị, hay bảo quý vị phải làm gì như yêu cầu quý vị giữ giới và mọi thứ, không phải vì quyền lợi của kẻ khác, mà là cho chính quý vị. Bởi vì làm điều tốt sẽ thu hút những cái tốt đến với quý vị. Và nếu lúc nào cũng làm tốt, những sự lành càng ngày càng đến, và càng có nhiều điều lành đến, điều dữ sẽ ít có cơ hội sẽ đến với quý vị. Vì bây giờ, quý vị đã được vây quanh bởi một bức tường dày bằng từ trường tốt. Quý vị hiểu không? Ngay cả điều xấu nếu quý vị muốn làm cũng rất khó. Vì một khi quý vị bắt đầu trở thành một người tốt hay làm những điều tốt, nó cứ tiếp tục phát sinh ra năng lực tốt. Để rồi đáp lại, nó thu hút thêm các năng lực tốt và quý vị cảm thấy càng vững vàng hơn trong sự tốt lành và càng làm thêm điều tốt. Và càng làm tốt, năng lực tốt sẽ càng đến nhiều, càng tốt, càng nhiều năng lực và cứ thế tăng lên. Rồi quý vị lúc nào cũng được vây quanh bởi bầu không khí thiên đàng, thì làm sao tai họa có thể đến gần quý vị được? Quý vị được bảo bọc, được che chở, hiểu không? Không cần thiên thần hộ vệ, không cần tin vào thiên thần bảo hộ gì cả. Quý vị tự bảo hộ lấy, quý vị sẽ là thiên thần của chính mình. Được, xin mời. Thưa sư phụ, trong một bản tin gần đây, Ngài nói rằng từ thuở ban đầu không có ma vương,
mà chỉ có Phật đeo mặt nạ để làm ma vương. Vậy bây giờ có ma vương thật không? Hay vẫn là Phật đội lớp ma? Quý vị nghĩ sao? Vì con cố nhớ đến một buổi thuyết giảng nọ. Một đồng tu hỏi sư phụ vào năm ngoái ở đây. Hỏi câu này để làm gì? Bởi vì con không ngại gì cho con hay cho ai cả. Nhưng mỗi khi sư phụ đi làm điều tốt cho chúng con luôn có chướng ngại phía trước. Nên con cảm thấy như ma vương làm điều xấu để cản trở công việc của ngài cho chúng con. Phải, dĩ nhiên là có sự tranh đấu ở đây. Vì ma vương chỉ là một lực lượng khác cố gắng để giữ người ở lại đây, hiểu chứ? Dạ. Và Phật là một lực lượng khác cố nâng đỡ con người lên. Bởi vì những người đến đây là những người muốn nhớ lại họ là Thượng Đế. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, quý vị chỉ kiếm một bà mẹ chui vào trong bụng, trở thành một hài nhi, rồi lớn lên, trở thành một vị Phật, như thế thì dễ quá, rẻ quá. Vậy thì cần gì phải đến trong thể xác này? Cho nên phải có cái gì đó, như là một kỳ thi ở trường. Người thầy cho quý vị một bài thi rất khó, cũng là người dạy dỗ quý vị mỗi ngày, là người thương yêu và chỉ dẫn từng bước trong việc giáo dục quý vị. Nhưng ông phải khảo sát quý vị để xem quý vị có đủ mạnh hay có hiểu không, đã trưởng thành chưa, hoặc kết lợi cho quý vị không. Do đó, ma vương chỉ là một bài thi. Nếu không qua được khảo nghiệm là quý vị rớt. Quý vị phải bắt đầu trở lại. Và có khi sẽ khó hơn. Mỗi khi quý vị hỏng thi, lần sau nó sẽ khó hơn gấp đôi. Và quý vị rớt lần thứ ba sẽ khó hơn gấp sáu. Cho nên hãy cẩn thận trong mỗi hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Đừng để thi rớt. Bất cứ việc gì tốt cho người khác là tốt cho quý vị. Quý vị biết mình phải làm chuyện đó. Và không có nếu hay trong trường hợp và giả sử gì cả. Chỉ làm thôi, nếu được. Và đừng nghe theo lời ma vương, do đầu óc sai khiến. Ồ, hãy nghĩ tới mình trước. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi có cả cuộc đời phải lo. Quên bãi đi, quên họ đi. Quên hết mọi chuyện khác trừ chính mình. Giờ tôi chỉ làm điều tôi muốn, mặc cho bao nhiêu người đau khổ. Vậy thì quý vị đã rớt. Nếu nghe theo những lời đó, quý vị sẽ rớt. Nếu lắng nghe linh hồn mình, quý vị sẽ thi đậu trong vinh quang. Cho nên ma vương không thành vấn đề. Vấn đề là quý vị, là chúng ta. Giả sử quý vị đi học mà không có bài kiểm, bài thi, thì để làm gì? Làm sao quý vị biết được mình giỏi hay dở? Thấy không? Tất cả những người tham dự Thế vận hội hay gì đó, họ cũng phải vượt qua những lần tranh tài. Thắng được một trận thật là khó. Và rồi chúng ta nói, ồ, đó là ma vương. Thường thường, rất là khó. Thường thì chúng ta bị rớt. Lâu lắm chúng ta mới chỉ được một lần thành công để đứng lên. Và một lần chúng ta đứng lên được, cha, chúng ta cảm thấy thật khác biệt trong sự tiến bộ. Cảm thấy chúng ta được nâng lên tới một đẳng cấp cao hơn nhiều. Và chúng ta cảm thấy như một gánh nặng được nhấc khỏi đôi vai. Và chúng ta trở nên mạnh hơn, thông suốt hơn và hãnh diện hơn về mình. Hãy thử đi. Tôi cũng luôn gặp khảo nghiệm. Đúng vậy. Nhưng bởi vì đã là Phật rồi và nếu có ma vương đến khảo, có hoàn toàn ở giữa bảo thôi đủ rồi đâu. Không, không, họ không khảo ngay tôi đâu. Họ đặt thật nhiều khó khăn của đệ tử trước mặt tôi. Nếu họ khảo tôi cho nói hãy cút đi, ta biết ngươi rồi. Ma vương chỉ khảo thầy giả của tôi, đệ tử, những người thân hay bạn bè thân quyến, rồi gây trở ngại cho người đó. Và tới phiền họ làm khổ tôi. Thế cũng đủ rồi, hắn không bao giờ khảo riêng tôi. Không, hắn biết tôi.
Ví dụ như tôi muốn đi tới chỗ cầm tu. Lẽ ra lúc đó tôi chỉ cần một tài xế hay một thầy giả thôi. Và thường thì không có vấn đề gì với nhau. Bỗng nhiên, ngay trước khi đi đến chỗ cộng tu, đủ các vấn đề xảy đến. Có thể là anh ta buồn rầu, nghĩ đến việc về nhà, hay nghĩ đến bạn gái. Có thể là anh ta đã nghĩ tới chuyện đi đến chỗ khác, thay vì đi chỗ này. Chỉ làm ồn ào, phiền phức và nổi giận, cãi vã đủ thứ, rồi bỏ đi chỗ khác. Bỏ đi hay lái xe đi đâu mất, rồi bỏ tôi một mình ở đó, thí dụ như thế. Và có thể tôi bị trễ thiền hoặc thậm chí không đến được. Có thể tôi quá mệt và kiệt sức, đó là vấn đề. Hiểu ý tôi không? Sau khi cố gắng để mang anh ta trở lại con đường đúng, đôi khi có thể là rất mệt mỏi chỉ để cứu một người duy nhất, bởi vì người đó ở kế bên tôi và tất cả lực lượng ma vương dồn lên anh ta. Cho nên tôi phải giúp. Và khi giúp anh ta, tôi rất mệt nên không thể đến với quý vị được. Hay tôi đến trễ, hay đến với đầu óc bận rộn. Hoặc tôi đến mà không có chút cảm hứng nào để nói chuyện cả. Quý vị có hiểu điều này không? Đó là cách hắn làm việc. Hắn không khảo tôi. Không có gì có thể khảo tôi được. Bằng cách nào? Tiền à? Cho tôi tiền để tôi ngừng làm minh sư hay sao? Hay cho tôi người yêu để tôi ngưng? Không, không được. Ngay cả cho tôi tiền, được, tôi nhận, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi. Cho tôi một ông chồng à? Được, để ông đến làm việc với tôi. Còn gì nữa? Cho tôi trở thành tổng thống. Hay làm tôi bệnh? Được, nếu tôi bệnh không sao, tôi sẽ đi bác sĩ, chích thuốc và đủ thứ, và rồi trở dậy làm việc nữa. Chỉ có thể cản trở tôi một thời gian ngắn thôi, nhưng không ngăn trở tôi lâu được. Hắn biết vậy. Nên tất cả bệnh hoạn và phiền não chỉ là phần nhỏ. Không phải là khảo nghiệm của tôi, đó là khảo nghiệm qua các đệ tử, qua những người thân cận tôi. Hoặc thường là như vậy. 100% đều là như vậy. Cho nên vấn đề là như vậy. Ngay cả nếu hắn không làm tôi bệnh, qua các đệ tử, hắn cũng làm tôi bệnh và lo âu. Khiến tôi mất ngủ, làm tôi đau. Quý vị hiểu ý tôi không? Và rồi tôi bị bệnh. Và điều này cũng có thể ngăn trở công việc của tôi nữa. Hay khiến tôi làm việc yếu hơn. Phải ráng sức chịu đau đớn. Phải dùng rất nhiều nỗ lực và tôi phải cố vượt qua. Có thế thôi. Hắn có thể khảo tôi bằng cách nào khác nữa đây? Ma vương không thể làm gì được nhiều đâu. Thậm chí nếu hắn giết tôi, tệ nhất chỉ có vậy, thì tôi được tự do. Chà, nói về ma vương, tôi biết hắn mỗi ngày. Nhưng hắn chỉ nấp đằng sau một số người của tôi. Hắn không bao giờ đối diện với tôi, không bao giờ. Nhưng tôi biết là hắn đang đâu đó. Nhưng vấn đề là đa số đệ tử chính là ma vương. Phải, đồng thanh tương ứng, nếu quý vị mạnh và tốt. Làm sao ma vương quyến rũ được quý vị? Làm sao hắn có thể dùng quý vị? Quý vị biết ngay lập tức rằng đang làm sai. Đối với chính mình, với sư phụ và công chúng, và rồi quý vị dừng lại. Nhưng họ không biết. Họ nghĩ họ đang làm điều tốt. Họ giúp ma vương làm phiền tôi hoài. Thấy không? Nên quý vị có thể thấy một người yếu hay mạnh bằng cách nhìn hành động hay việc làm của họ. Quý vị biết ngay rằng họ đang giúp ai hay đang làm việc cho ai. Ai là chủ? Hiểu ý tôi không? Rất khó. Bất cứ việc gì giúp ích công chúng, giúp sư phụ, đó là công việc của Phật. Bất cứ điều gì đi ngược lại, dù bất kỳ lý do nào đi nữa, là ma vương. Rất đơn giản. Ngay bây giờ thì quý vị biết, nhưng khi ở quanh tôi, quý vị không thấy điều đó. Vì đó là lúc ma vương sẽ đào lấy ma chướng trong quý vị ra và dùng. Bây giờ nó đang nằm ngủ dưới sự kiểm soát. Cho nên quý vị sẽ biết mình có bao nhiêu ma chướng khi quý vị đối diện với khảo nghiệm. Khi quý vị phải làm việc cho đại chúng. Khi quý vị phải hy sinh bản ngã, thời gian cùng thân xác của mình.
và sự ưa ghét của mình cho quyền lợi của người khác. Và lúc đó thì quý vị biết bao nhiêu ma chướng vẫn còn trong thân thể và đầu óc mình. Nếu không, quý vị sẽ không bao giờ biết. Không có gì thay đổi quý vị, nó chỉ ở bên trong. Và khi hoàn cảnh đến, nó sẽ xuất hiện. Phẩm chất ma vương hay phẩm chất Phật hiện ra khi thời gian, hoàn cảnh đến. Khi nó đòi hỏi phía bên kia có bản chất hay phía bên này có bản chất lộ ra, rồi quý vị sẽ biết Phật tánh mình được hiển lộ bao nhiêu và bao nhiêu phẩm chất ma hiển lộ cho quý vị và cho người khác thấy được. Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi giảng có rõ không? Dạ có. Mọi người đều có thể trở thành Phật, nhưng họ lại không muốn vậy. Có thể thôi. Họ chọn phương cách dễ dàng, cách của thói quen. Đó có nghĩa là lo cho mình trước. Lo cho mình thì tốt lắm. Đó là một bổn phận tốt. Nhưng không phải bằng cái giá làm thiệt hại người khác. Quý vị hiểu ý tôi không? Đó là tai hại. Như thế là quý vị đang thật sự làm việc cho ma quỷ. Quý vị vừa ý chưa? Dạ. Lần này quý vị có đủ không? Nhiều hơn lần trước, phải không? Tôi không thể cứ tiếp tục mỗi ngày đến đây nói chuyện như vậy và không làm việc ở nhà. Cha mẹ, chồng vợ của quý vị sẽ giết tôi, phải không? Dạ không. Không, thật sao? Họ có nói vậy không? Họ có nói họ sẽ không giết tôi nếu đêm nào quý vị cũng đến đây trong một thời gian dài. Nhiều quý vị biết đó, nếu tôi cho quý vị thật nhiều, quý vị sẽ trở nên chán. Quý vị cũng không coi trọng nữa. Cho nên, có lẽ như thế là đủ rồi. Có người nói họ chỉ muốn gặp tôi 1-2 giờ mỗi ngày, hay thỉnh thoảng gặp một lần thôi. Có lẽ như thế là đủ rồi. Nếu quý vị gặp tôi lâu quá, quý vị sẽ chán. Thưa không ạ. Không à, nói thật đi. Giờ thì quý vị nói thế. Không đúng đâu. Còn tùy, phải không? Những người được gọi là xuất gia tại trung tâm chúng ta trước đây, còn gọi là thường trú. Đa số muốn gặp tôi mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Ngay cả mới gặp hôm qua và hôm nay nếu không thấy tôi, họ cũng buồn. Và có khi họ vừa mới gặp tôi đây, và vài giờ sau họ phải lên máy bay. Vừa rồi không gặp được tôi trong vài giờ, họ cũng rất buồn. Tình thương là như vậy đó. Đúng vậy. Và nếu không biết được điều đó, quý vị chưa biết tình thương là gì. Và quý vị đang thiếu sót một điều to lớn. Tôi đã biết tình thương đó rồi. Tôi biết loại tình thương này. Tôi vui lắm. Và nếu quý vị chưa biết nó, quý vị đang thiếu một điều gì, hãy cố để biết được điều đó. Nhưng không phải nói về tôi. Tôi muốn nói về tất cả. Miễn quý vị biết được tình yêu thật sự là như thế. Bây giờ, chào quý vị. Tình thương đó không liên quan gì tới sự chiếm hữu. Quý vị hiểu ý tôi không? Rất khác biệt. Quý vị không muốn chiếm hữu một người, quý vị chỉ thích được ở gần người quý vị yêu mến. Đó là khi quý vị biết tình yêu thật sự. Cảm giác thật tuyệt vời. Thôi, chúc quý vị ngủ ngon.